Nói thật là mình rất ít khi dám thổ lộ tình cảm với mẹ. Đây chắc cũng là tình trạng chung của nhiều anh em đúng không? Để mà nói có ngày của mẹ nào mà Mạnh Quân dành trọn cho mẹ hay chưa thì câu trả lời là chưa. Vì tính chất công việc của Quân là thường xuyên phải quay ở xa rồi là quay chỗ này chỗ kia, nên dành trọn một ngày ý nghĩa như thế này cho mẹ thì Quân vẫn chưa làm được. Có một điều mà Quân chưa từng dám nói với mẹ, hôm nay Quân sẽ mạnh dạn nói thử xem. Thông qua Toshiko Việt Nam, con chúc mẹ có ngày mùng 8 tháng 5 ý nghĩa, hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ. Chào cô. Chào. Hãng ghế massage Toshiko thì ngày nay bọn cháu giao ghế đến để lắp đặt cho gia đình mình cô ạ. Nhà cô có đặt máy massage đâu nhỉ? Cháu có nhầm địa chỉ không đấy? Địa chỉ ạ? Nhà mình có phải nhà anh Quân không cô nhỉ? Đúng rồi. Tên. Mẹ có bất ngờ không? Con mua quà tặng mẹ đấy ạ. Mọi người chuyển ghế vào giúp anh nhé. À vâng, thế để bọn em chuyển ghế vào. Con tặng mẹ ạ. Chào bố anh, ngày gì mà quà mới chả cáp. Thì mẹ cứ vào nhà đi đã. Hôm nay nhân ngày của mẹ mùng 8 tháng 5, con có món quà nhỏ nhỏ tặng mẹ. Con chúc mẹ là luôn khỏe mạnh, vui vẻ, sum vầy bên con cháu ạ. Cảm ơn con, quà gì mà to đùng thế này. Vâng cô và anh ơi, thì bên em đã giao hàng và lắp đặt xong cho mình. Thì bây giờ cô có thể thử ngồi lên ghế và trải nghiệm luôn được rồi ạ. Mẹ đưa hoa cho con. Bây giờ mẹ ngồi lên ghế đi ạ. Mẹ để chân vào đây nhá. Rồi. Mẹ ngồi ngả ra. Để tay vào đây. Rồi. Bây giờ con sẽ khởi động ghế massage cho mẹ nhá. Xin chào. Chào bạn. Mở máy. Toshiko Irashi. Tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Mời quý khách chọn chương trình massage. Ủa? Mình vừa nói xong mà nó đã trả lời mình ngay rồi nhỉ? Vâng cô ạ. Thì đây là dòng ghế massage Toshiko TE2 mà bên cháu đã lựa chọn để tư vấn cho anh Quân làm một cái món quà gửi tặng cô. Thì chiếc ghế này được thiết kế phù hợp với thể trạng của những người lớn tuổi, đặc biệt là những người gặp những vấn đề đau mỏi vai gáy hay là đau nhức xương khớp. Thì các cái chế độ massage nhẹ nhàng trên Toshiko TE2 sẽ giúp cô có những phút giây thư giãn tối đa. Và đặc biệt như vừa rồi cô có thể thấy là anh Quân đã điều khiển chiếc ghế này bằng giọng nói. Thì với Toshiko TE2 chỉ bằng một số câu lệnh mà cô thấy ở đây thôi. Ví dụ như là xin chào, mở máy hoặc là tắt máy này. Đó, hoặc là cô có thể chọn các chế độ massage như là không trọng lực, massage đi ngủ, massage kéo giãn. Đó, thì mình cứ nói chuyện tương tác với ghế bằng một số câu lệnh như vậy là đã có thể dễ dàng lựa chọn được chế độ massage mà mình cần rồi cô ạ. Tiện quá nhỉ. Vâng ạ. Cô đã thấy nó lăn rồi đây này. Đã phải massage rồi. Con thấy mẹ nói là mẹ bị đau lưng rồi là đau cổ, nên con quyết mua bằng được cái ghế massage này về tặng cho mẹ. Bây giờ mẹ đau ở đâu nhá, mẹ cứ nói với nó sẽ giải quyết hết cho mẹ luôn. Hiện đại không? Hiện đại quá nhỉ. Đó, cô đang cảm nhận thấy con lăn nó đang bắt đầu chạy từ phần cổ vai gáy của mình. Nó bắt đầu xuống đến phần hông, phần lưng, phần eo. Đó, bắt đầu đấm bóp, thao tác massage rất là nhịp nhàng. Đúng rồi, nó đang lăn từ đầu đến chân này. Đó. Thế này thì mỗi khi đau cô không phải nhờ Quân đấm lưng cho cô nữa rồi. Mẹ anh thích nghe nhạc thiền em ạ. Bây giờ ngồi ghế massage thư giãn xong lại nghe một chút nhạc thiền nữa thì đúng là tuyệt cú mèo mẹ nhỉ. Chí được cái hiểu với mẹ. Thế thì cháu lại giới thiệu với cô cái tính năng kết nối với hai cái bộ loa Bluetooth ở hai bên ghế như thế này. Thì cô chỉ cần kết nối với điện thoại một cách rất là dễ dàng, sau đó lựa chọn một cái bản nhạc mà cô yêu thích, ví dụ như là nhạc thiền chẳng hạn. Sau đó thì mình vừa nằm massage, vừa thư giãn với ghế, lại vừa nghe những cái bản nhạc du dương, có khi là chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay cơ. Mẹ có thấy thoải mái không ạ? Có, thoải mái lắm. Cảm ơn em nhiều nhé. Vâng, trong quá trình sử dụng mà nếu như gia đình mình gặp bất cứ vấn đề gì thì anh cứ liên hệ với hotline để được bên em hỗ trợ và giải quyết anh nhé. Ok, anh cảm ơn em. Vâng, thế em xin phép gia đình, xin phép cô, em xin phép anh. Có thích không mẹ? Thích. Đây, để con chỉnh chế độ massage không trọng lực cho mẹ nhé. Rồi. Đây là lần đầu tiên cô nhận được món quà to như thế này từ Quân. Mấy lần đi trung tâm thương mại cũng ngồi thử rồi, nhưng mà cứ lăn tăn không có mua. Ai ngờ con trai tâm lý đoán đúng ý mẹ. Quân nó là đứa tình cảm, rất biết thương mẹ,
cảm ơn con trai nhé. Gì đâu mẹ, con trai không thương mẹ thì thương ai ạ?